Rồi, chào em. Bây giờ thì mình giới thiệu thật lớn, to rõ cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình nha. Rồi, em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên là Nguyễn Dương Trung. Em sinh năm 1994, quê quán là ở huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Trung là vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ 2016, nay được 7 năm rồi. Rồi, hiện tại công việc của mình trong này là làm gì? Công việc của em đang làm kỹ sư xây dựng. Rồi, mình có đi công trình không? Dạ, đi gọi là đi suốt á chị. Đi suốt luôn? Dạ. Có đi qua tỉnh khác không? Cũng nhiều tỉnh lắm chị. Dạ, khó à nha. Dạ. Rồi vậy rồi bạn gái sao chịu? Thì lúc cũng phải mong bạn gái hiểu công việc đấy. Nhưng mà đi vậy rồi kinh tế ổn định không? Dạ, kinh tế thì ổn định, lãnh lương đều đều. Lãnh lương đều đều hả? Có dành dụm tích cóp được gì nhiều chưa? Cũng tích cóp cũng có tí tí, có tí tí. Nhưng hiện tại là mình đang làm việc ở đâu, đang sống ở đâu? Dạ, đang làm việc và sống Đức Hòa, Long An. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của Trung là gì nè? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, cười nhiều lắm chị. Cái nữa là cũng thích hát. Mình định sau này là lập nghiệp trong này luôn hay là về Bình Định? Thực ra thì em vô đây thì em cũng muốn lập nghiệp trong này. Em có em trai và em gái thì còn đi học, em trai có vợ con rồi. Em trai sống với ba mẹ luôn? Dạ dạ. Rồi đó là điểm mạnh rồi, còn điểm yếu? Điểm yếu là chắc kiểu người hiền quá chị, ngại trước đám đông lắm. Hồi trước đi học thì cũng nói nhiều lắm, càng ngày càng lớn nó giảm tiếng nói. Giảm tiếng nói. Dạ. Ok, đó là những cái thông tin sơ bộ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Bùi Phượng Hằng. Em sinh năm 1992. Hiện em là nhân viên kinh doanh của một công ty tài chính. Mình sinh 92 là mình lớn ở bên đây 2 tuổi. Em có ngại gì không? Tự nhiên nên em cũng chưa biết. Có gì đâu ngại, ăn thua thích hay không thôi. Rồi, chứ cái tuổi tác nó không có quan trọng. Điểm mạnh, điểm yếu của Hằng là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em tạo không khí vui tươi cho mọi người. Rồi biết làm thơ, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em nhiều lúc em cũng hơi cọc. Có vẻ là nhẹ nhàng vậy đó mà cũng có lúc cọc nữa hả? Dạ, nhưng mà giới hạn của em thì chọc em với lắm em mới cọc thôi. Chứ bình thường thì em cũng kiềm chế cảm xúc của mình á. Quê Hằng là ở đâu? Dạ quê em là ở Hậu Giang. Em sống và làm việc tại Cần Thơ cũng được 10 năm. Là hiện tại giờ sống làm việc ở Cần Thơ. Dạ. Bên đây Long An, đi Cần Thơ lần nào chưa? Dạ, có một lần xuống du lịch ở đấy, Bến Ninh Kiều nè. Đúng rồi, thích Cần Thơ không? Dạ quá thích đi chứ. Quá thích đi chứ, có ngại dù sau này mình lập gia đình mà ví dụ như chồng mình ở tỉnh khác, ở Long An, ở thành phố thì mình có ngại để mà theo chồng không? Dạ không chị. Dạ không chị. Rồi, thế còn điểm yếu gì nữa không? Hoặc là thời gian rảnh rỗi thì em ngoài công việc thì Hằng làm gì? Dạ ngoài công việc thì em có nhiều bạn bè á. Thỉnh thoảng thì em ra ngoài cà phê ăn uống hay là xem phim với bạn. Còn bình thường nếu mà ngày nào về mệt mệt trong người thì em sẽ nằm ở phòng đọc báo hay là đọc sách gì đó. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Mà mới ra trường thì em có quen một bạn gần một năm, xong rồi chia tay. Sau này thì em cũng có tìm hiểu một vài người nữa, nhưng mà thấy không hợp thì em chia tay. Cũng kiểu như là tìm hiểu xong rồi thì ấn tượng ban đầu thì thấy không thích thì qua lần thứ hai thì cắt đứt luôn, chứ em không có thích mà dây dưa. Không được, là thường cái gì mà làm cho em thường thường là em cảm thấy là nó bị làm cho mình phải dừng lại. Bạn đó trẻ trâu, không biết cách quan tâm hay là quá kiểm soát, làm em ngột ngạt khó chịu á. Dạ, cọc cằn thô lỗ em cũng không thích, hút thuốc em cũng không thích luôn. Tao đó coi vậy rồi cuối cùng thích cái gì? Em thích người vui vẻ với lại chững chạc, kiểu mà suy nghĩ chín chắn á chị. Biết quan tâm, chăm sóc mà nhẹ nhàng. Với lại mẹ em cũng đổ dở, một lần em sống với mẹ từ nhỏ tới lớn, lúc em 2 tuổi tới giờ. Em cũng nói chung là cũng cái hình mẫu thì em không thích đàn ông mà cờ bạc cụ trẻ. Nếu mà có cờ bạc thì em không có dướng vô. Tại vì lúc trước ba em hay cờ bạc rồi đánh mẹ em nên mẹ em chia tay. Ba cờ bạc đánh mẹ chia tay nên là mình thấy vậy là mình sợ. Mình ráng mình điều kỹ, mình tinh tế, mình điều tra chút xíu nha. Dạ. Rồi còn bên đây sao? Em thì cũng có gọi là chính thức thì cũng có một mối tình trải qua rồi gần năm. Thì yêu gần năm đấy thì do em cũng là việc làm xa. Người ta cũng muốn có cái người đàn ông bên cạnh nên chị cũng đang ái ngại về hai đứa em đây nè. Đó, giận đứa Long An, đứa Cần Thơ. Đi cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ bao lâu mới gặp nhau được một lần? Nếu mà quen nhau thì sao? Thì quen nhau thì em thu xếp việc. Em mong muốn tìm một cái người bạn gái trong tương lai là người như thế nào? Bạn gái tương lai thì em cũng mong muốn bạn đấy cũng hiểu cho công việc của em. Cái nữa là cũng tính cũng hiền hòa,
rồi vui vẻ. Những cái điều mà nãy bạn nói đó, có vũ phu hay là gia trưởng chắc em không có rồi đấy. Không có. Nữa là hút thuốc cũng không có luôn. Rượu có chút đỉnh. Rượu thì thiệt ra cũng uống ít lắm chị. Đồ hai lon à. Có xã giao phải không? Tiệc tùng. Đồ hai lon thì cũng không uống lắm. Đồ hai lon à hả? Dạ. Bèo quá vậy. Chị Tường bỏ túi luôn á. Cái vũ phu thì trước bố em cũng có, nhưng mà em với em của em còn không giống bố. Ai có trải qua rồi mình thấy, nhìn thấy mình cũng sợ, mình cũng ngại. Bạn có kế thì cũng giống gia đình của em. Trước cũng có chuyện vậy, nhưng mà giờ bố cũng lớn rồi giờ. Còn em với em của em cũng lớn rồi, nên là nó suy nghĩ nó khác hơn. Muốn mong muốn tìm một cái người như thế nào để mà nó dễ dàng hơn? Em nghĩ là một tuần thì cũng một lần. Sao em thấy vậy, ổn không em? Được không em? Dạ em thấy cũng ổn. Chứ thật ra bây giờ cái tuổi này cũng còn trẻ thì cũng phải mưu sinh, với là phải lập nghiệp. Bây giờ mà hai bàn tay trắng thì cũng không sao mà an bề gia thất được. Bây giờ nhiều khi mình, các bạn trẻ cái gì cũng muốn hết. Muốn trai đẹp nè, rồi mà muốn có tiền, muốn giỏi giang, muốn dành thời gian bên mình nữa thì chắc chắn là không có rồi. Cuộc sống nó không bao giờ mà nó được mọi thứ, mình phải cân nhắc, mình chọn. Mỗi người ở trong mỗi thời điểm người ta có một mong muốn khác nhau. Thì không biết bây giờ tụi em tuổi trẻ thì em mong muốn cái gì. Nhưng mà ví dụ như chị lúc chị trẻ bằng em, chị lại mong muốn khác. Bây giờ chị lớn hơn, chị lại mong muốn khác. Thì mỗi chúng ta đều có một cái mong muốn của bản thân mình à, mình đó là cái điều thiết thực. Nhưng mà chỉ một điều là không có cái gì muốn mà nó được tròn triển hết trơn á. Được cái này nó sẽ mất cái kia, mình phải tự cân nhắc một xíu. Thế thì có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Là anh nói mà cứ không có lễ phép hay là kiểu nói ngang hàng như người lớn thì em không thích thôi. Chứ điều này cũng vậy. Nên là yêu nhau thì mình cũng tôn trọng nhau. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì trời sinh sao thì chịu vậy thôi, chứ cũng không có đặt vấn đề đó lắm chị. Em có yêu cầu gì về cái người bạn trai tương lai của mình là người ngoại hình như thế nào không? Dạ em thích một người cao 1m65 trở lên, với lại em không thích xăm mình. Rồi bây giờ hai bạn thử đoán xem ngày hôm nay mình đang ngồi nói chuyện trò chuyện với đối phương là người như thế nào nha. Ở đây chúng ta có Bùi Phượng Hằng đó, có mấy tấm ảnh của Bùi Phượng Hằng luôn. Em coi coi, em lựa coi Hằng là ai nha. Nguyễn Dương Trung đây. Ở đây có mấy anh Nguyễn Dương Trung, 4 anh luôn đó. Coi coi anh nào là anh Trung. Bên đây. Em nghĩ là bạn này. Nghĩ là bạn đó, lý do sao em chọn bạn đó? Thì kiểu hơi giống giống người miền Tây, kiểu người ta mệt hơi chân chất. Hay đó. Quá ha. Rồi cứ giữ nguyên điện thoại đó nha. Bên đây. Đoán anh nào? Nghĩ là anh này. Anh nào? Anh đó, lý do sao chọn anh đó? Em nghĩ 29 tuổi thì cái người này. Rồi bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim, cánh cửa tình yêu này nhé. Để xem coi cái cảm nhận ngày hôm nay của mình dự đoán đúng hay sai nhé. Cho vui thôi, cái này cho vui thôi. Mời hai bạn. Chính xác luôn chị. Thì em chính xác mà cổ thì không có chính xác. Cổ chọn cái anh kia trẻ hơn. Cảm nhận đầu tiên của em khi mà gặp bạn Hằng là như thế nào? Lớn hơn em 2 tuổi đó nha. Mới đầu nhìn thì cảm giác rất là dễ gần, nên là có nụ cười duyên. Có xăm mình không? Dạ không có xăm. Cảm nhận của Hằng như thế nào? Nói chung là hơi khác hơn tưởng tượng. Thôi với tưởng tượng của em xíu phải không? Rồi bây giờ thì chị Tường dành cho hai bạn ít thời gian để hai bạn trò chuyện với nhau lâu hơn một xíu, để có thể có cơ hội tìm hiểu nhau ha. Mời hai bạn cùng ăn một cái bữa ăn cùng với chương trình. Và có cái điều gì cần thắc mắc thì hai bạn cứ hỏi trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Là Hằng đang công tác ở Cần Thơ luôn hả? Dạ. Thì công việc của Hằng chắc cũng làm trong cái mấy cái chụp xe rồi vậy à? Đúng rồi, cửa hàng xe thôi. Hằng có khi nào lên thành phố, thường xuyên lên thành phố này không? Ít lên thành phố lắm. Cũng hay xe giống Trung đó. Trung cũng trước cũng đi xe, cũng hay xe kinh luôn. Mời Hằng dùng bữa. Chung rồi. Trước đây thì Hằng có biết sơ qua về xây dựng không?
Thì cũng không biết. Mình gọi là gì ta? Người đi xây đất nước á, ít khi là cũng công việc công trình 2-3 tháng nó qua này, chỗ này xong cái 2-3 tháng đi chỗ khác, cũng không có cố định một chỗ. Thế dự định tương lai của Hằng thì sao? Làm thành phố hay là... Hằng thích chỗ nào mà ít bon chen á. Ít bon chen là kiểu ở về quê nuôi gà đó. Không, thấy thì cuộc sống hiện tại ở Cần Thơ thì nó cũng phù hợp với mình á. Còn tùy theo sau này thì nếu mà có gia đình thì chuyển đến nơi khác thì mình cũng phải tự thích nghi thôi chứ số phận đưa đẩy mà. Nhưng Hằng có sở thích gì không? Sở thích đi du lịch gì không? Hằng thì thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn. Dạ. Trời, cũng giống mình đi, mình cũng hay thích du lịch đó. Nhưng mà mình kiểu là du lịch nhưng mà tự mình đi á. Chứ không thích đi phượt đúng không? Đúng rồi. Thế Hằng đã đi phượt ở đâu rồi? Đi chơi ở đâu rồi? Phượt thì Hằng chưa đi phượt bao giờ. Có đi mấy tỉnh gần thì đi xe máy. Đi như là Bạc Liêu hay là An Giang thì đi với bạn bè, anh chị làm chung thôi. Hằng dùng đi mình xem. Trong này có một câu hỏi: nếu đi ăn và du lịch thường xuyên, bạn nghĩ chi phí thế nào là phù hợp? Trước hết là lên ý tưởng đã, du lịch ở đâu đã. Nếu mà xa quá thì phải đi xe kia chứ, không đi máy được. Thì mình nghĩ là mình chơi nên đi chơi ngắn ngày thôi, cỡ 2 ngày một đêm á, đi kiểu là dã ngoại thì sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà đi ra mà mấy cái khu ngồi xe ăn tí, du lịch xe ăn tí thì mình sẽ kiếm ngu gần biển, view đẹp hơn. Mà dự trù chi phí một lần đi thì khoảng cỡ 6 triệu là nghỉ dường hợp lý. Thế thì Hằng sao? Hằng suy nghĩ gì không cái này đâu? Hằng thích thì thích, nếu mà biển thì Hằng thích đi Vũng Tàu. Còn nếu mà đi chơi mà Đà Lạt là nơi mà Hằng thích nhất ở Việt Nam. Có thời gian thì Hằng tranh thủ mỗi năm Hằng đi Đà Lạt một lần. Tại thích cái không khí lạnh lạnh đó đó, thích nhiều hoa đồ á, nó trong lành. Không biết nói mà Hằng có nghĩ là mình nó điêu không, nhưng mà thực ra mình cũng thích đi Đà Lạt lắm. Tôi muốn đi suốt à, chứ mấy tỉnh khác ít đi đó. Vũng Tàu thì trước mình có làm ở Vũng Tàu cũng một năm rồi. Bây giờ một tuần này chắc chắn xuống Vũng Tàu chơi một lần rồi đó. Đấy, Hằng xem cái câu hỏi của Hằng là gì đấy. Bạn có biết hành động của người yêu làm bạn cảm động? Nếu mà Trung ấy, chắc cảm động nhất là cứ mà đi làm về đó, có người nấu món ăn cho mình. Thì thực ra cái cảm xúc mà được ai nấu ăn ấy, nó hạnh phúc đó. Như bây giờ sao rồi, nói chuyện hết chưa? Dạ, hết cái câu trong này chưa? Dạ, đang nói chuyện. Đang nói chuyện đoạn, đoạn nào rồi? Cảm động đó chị. Hả, hợp đồng gì? Ờ, không, ở chỗ cảm động nhất á. À, cái cha thì tôi vô ngay chỗ vô duyên hả? Tại ngồi nói nhỏ quá không nghe được. Em cũng rất thích được nấu ăn cho người yêu. Vì em cứ cảm giác nấu ăn là mình để cái tâm tình cảm mình vô đấy. Mà chết, con mình ăn quán nhiều lúc quán ngon đấy. Nhưng mà nó chỉ qua thôi, nó không đồng lại gì đấy, cảm xúc gì đó. Nói chung là giờ cuộc sống mà nãy chị cũng có chia sẻ rồi, cái gì nó cũng có, không thể nào mình cùng một lúc mà làm được nhiều thứ hết. Bây giờ mình muốn mưu sinh, mình muốn kiếm tiền thì nói chung là mình phải chấp nhận cảnh xa nhà, cảnh vất vả, cơm hàng cháo chợ, đúng không? Còn nếu bây giờ mình muốn có sống cùng gia đình thì đôi lúc cái điều kiện để mình phát triển kinh tế mình là không có. Cho nên thôi thì tuổi trẻ mình phải cố gắng thôi. Có thể em không được ăn những bữa cơm gia đình, em không được ăn những bữa cơm mẹ nấu, em nhớ cha nhớ mẹ, nhưng bù lại thì có thể là em bây giờ kinh tế nó cũng ổn định rồi, hay là công việc nó cũng ổn định rồi. Rồi bên đây xong chưa? Đọc hết cái này chưa? Bạn hãy cho đối phương biết hành động của người yêu làm bạn cảm động. Ví dụ sinh nhật bạn người yêu không nhớ và lý do công việc bận thì bạn sẽ làm gì? Nãy giờ trả lời chưa? Em nếu mà sinh nhật em mà người yêu không nhớ thì em sẽ giận thiệt. Nhớ mà bận thì sao? Công nghệ hiện đại rồi, nếu mà mình có nhiều cách quan tâm khác nhau á chị. Cũng như không nhớ thì mình có thể quan tâm bằng nhiều hình thức khác. Chuẩn bị sẵn, sắp xếp sẵn đúng không?
Nếu mà mình quan tâm gần không được thì mình quan tâm từ xa cũng được. Chị cũng nghĩ như vậy. Phụ nữ thì thường thường người ta lại quan trọng những cái điều nhỏ nhặt. Người bạn trai cũng vậy, có thể do công việc mình đi làm thuê không phải mình làm chủ thì mình không có sắp xếp được về mặt thời gian. Dạ. Nhưng mà giờ đó, ngày đó mình vẫn có thể set up từ xa, ai đó mang tới một món quà, một bó hoa, hoặc là mình cái video call hay mình cái clip gì đó mình quay sẵn, mình làm sẵn cái gì đó mình gửi. Còn mình quên thì cái đó là mình vô tâm. Đừng đổ thừa vì công việc mà mình quên, bởi vì ai cũng mưu sinh và ai cũng công việc hết, đúng không? Rồi hôm nay là em đi với ai? Dạ em đi với em trai. Em trai, em ruột á hả? Dạ em ruột. Ồ, còn em đi với ai? Dạ em đi một mình. Em đi một mình. Rồi chào em tên gì? À dạ, em chào chị. Em tên Minh, là em trai của anh Trung. Em là em thứ mấy? Dạ em giữa, còn một người, còn một đứa em gái nữa. Em gái đang học lớp 5 chị. À em là giữa đó ha. Là lấy vợ rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, năm nay nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 97 chị. Có vợ rồi, có con chưa? Dạ có rồi chị, được một đứa 3 tuổi rồi. Rồi là giờ em đang sống với mẹ, đang lo cho mẹ luôn á ha. Dạ không chị, em mới vào trong Sài Gòn này được mấy tháng. Ủa vậy hả? Là giờ vào trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Vợ con ở trong vô với mày luôn? Dạ ngoài đó chị. Ủa gì kỳ vậy? Vợ con ở ngoài đó với ai? Thì ở bên gia đình em ngoài đó. Thì nói chung em cũng không muốn xa nhà đâu. Nhưng mà vì cũng lập nghiệp, cảnh mưu sinh gì ấy thôi. Thấy vợ con mình vất vả, mình nói mình chịu khó, mình đi vài tháng mình về. Thì theo bên đó đi làm thì được mấy tháng mình về được một lần chị. Thôi chịu khó cày cuốc vài năm rồi về thôi chị. Em thì người em chắc em cũng hướng nội hơn, em thích ở nhà hơn là ở thành phố. Dạ. Thế bây giờ nhận xét là anh mình là như thế nào nè? Rồi hôm nay em ngồi em nghe hai anh chị nói chuyện với nhau thì không biết là mình là người thân thì trong người mình có cảm xúc như thế nào? Nếu mà nhận xét về anh của em thì em chỉ có nhận xét là hai từ thôi. Là ông thật thà. Từ hồi đi học tới giờ thì ông duy nhất chỉ quen được một cô à. Nhát gái lắm chị ạ. Thấy thế thôi, bề ngoài thôi chứ mà nhìn hiền lành lắm chị, không có gia trưởng gì hết. Chắc tại là hồi nhỏ thì hoàn cảnh gia đình anh em nó không tốt lắm. Mãi sau thì anh em lớn thì hoàn cảnh gia đình mới đỡ. Thì em là giữa rồi. Thì em thấy thương anh lắm, cũng mong anh tìm được một người mà có thể chăm sóc cho anh ấy và anh ấy cũng có thể chăm sóc và cùng nhau và đi hết quãng đời còn lại với anh. Thế còn hôm nay em nghe hai anh chị nói chuyện thì em có cảm nhận gì về chị gái trong chương trình ngày hôm nay? Em cũng chào chị. Trước mắt là khi mà ấn tượng đầu tiên của em về chị là thấy chị rất là nhẹ nhàng và xinh. Thấy chị tính rất là hiền luôn. Em biết là có thể cái tưởng tượng của chị về anh em khi mà gặp ấy là nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mà chị cần một người để lấy về làm chồng và lo lắng cho cuộc đời của chị thì em nghĩ anh em là người phù hợp. Bởi vì đơn giản là anh em thì ông hiền nhưng mà được cái là ông không bao giờ mà lớn tiếng với phụ nữ. Hồi nhỏ giờ em chưa thấy. Hút thuốc cũng không mà chỉ là nhậu thì có kiểu như hai ba lon xảy ra với vì yếu tố công việc thôi chị. Hai anh chị có thể cho nhau một cơ hội. Rồi cảm ơn em. Em trai cũng rất là thương anh trai ha, những lời nhận xét cũng rất là chân thành. Rồi, cảm ơn em, chị cũng chúc cho em sức khỏe ha. Dạ, mưu sinh lập nghiệp ở xứ người thành công. Dạ. Sớm có vốn về với vợ với con nha. Rồi chúc chị. Em sức khỏe. Dạ, cảm ơn em. Rồi đó là ý kiến của người thân. Thì bây giờ là hai bạn cũng đã trò chuyện với nhau từ nãy giờ rồi. Thật ra thì đối với chương trình á, 30 phút thì nó rất là ít để cho chúng ta có thể hiểu được nhau. Quan trọng là trong lòng mình nghĩ cái gì là có bản thân mình biết thôi. Thì trước khi mà đến cái đoạn bấm nút hẹn hò thì bây giờ cho nó vui lên một chút xíu, có chương trình văn nghệ gì chút đi. Em biết hát không? Dạ không. Làm thơ? Dạ làm thơ thì em cũng có chuẩn bị một bài thơ. Vỗ tay đi cưng. Rồi. Em tặng chương trình và khán giả cùng chị và bạn một bài thơ do em làm. Chúng mình đến hẹn ăn trưa, mong sẽ tìm được người vừa ý nhau. Biết đâu duyên nợ thì sao, biết đâu duyên nợ thì sao, mảnh ghép hạnh phúc ngọt ngào là đây. Là cái này là có chủ đích sẵn để chuẩn bị cho chương trình, thấy không? Người có tâm là như vậy. Cho nên mà sinh nhật và bạn trai không nhớ là giận là đúng rồi. Đúng không em? Chị đồng ý với em cái chuyện đó. Bây giờ cho thêm hai bạn một cơ hội nữa. Ai đến với chương trình nó cũng sẽ có cái đoạn là đo cái cảm xúc. Bây giờ mời bạn, hai bạn sẽ nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này 30 giây. Rồi mình nhìn thẳng vào mặt nhau 30 giây dành cho hai bạn. Rồi xin phép được nắm tay bạn gái qua cái cửa trái tim này đi. Cho mình xin tay bạn à. Nắm tay kỳ vậy, nắm chứ đâu phải rờ.
rồi nhìn nhau đi các bạn, rồi còn mình còn muốn cái gì, cảm xúc của anh như thế nào hay cảm xúc của bạn như thế nào, của em như thế nào, muốn nói cái gì với nhau nữa trước khi chúng ta quyết định. Hôm nay thì cũng nhân chương trình gặp được Hằng, bây giờ thì rất là rung, và cũng mong là chúng ta mình sẽ cho cơ hội và là trung chứa trước gì hết, nhưng mà nó đã quyết định đối với nhau hay là yêu nhau rồi đó thì chúng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Hằng. Hằng có muốn nói gì không? Dạ em thì em quan trọng cái cảm xúc ban đầu á, với lại ấn tượng ban đầu á. Nếu mà em không muốn nút quá thì mong bạn cũng đừng buồn, tại vì nếu mà em không muốn nút nhưng mà thông qua chương trình thì sẽ có nhiều người bấm nút cho bạn. Cảm ơn hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nhé. Bây giờ thì mình nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mình đồng ý thì mình bấm vào cái nút màu trái tim này. Mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra ha. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại nhé. Một. Hai. Ba. Rồi, bạn trai này rất là được, tôi rất là chịu. Có nghĩa là dù bạn gái có nói trước là bạn gái cũng không có, chưa có đủ cái cảm xúc với mình, cũng chưa muốn bấm, nhưng mà anh ấy vẫn rất là chân thành. Có nghĩa là anh ấy thích thì anh ấy vẫn bấm. Đó là mình sống theo những cái gì mà trái tim mình hay lý trí của mình mách bảo. Em quan trọng cái cảm xúc ban đầu á, với lại ấn tượng ban đầu á. Cảm nhận của Hằng như thế nào? Nói chung là hơi khác hơn so với tưởng tượng của em xíu, phải không? Cảm ơn hai bạn đã dành thời gian đến với chương trình. Tường cũng xin thay mặt cho chương trình Hẹn Ăn Trưa chúc cho hai bạn sẽ luôn luôn được nhiều hạnh phúc, có nhiều cái cơ duyên hơn trong cái con đường ở phía trước. Cũng chúc em được nhiều sức khỏe và có nhiều cơ hội thăng tiến trong cái công việc. Ngày hôm nay thì có một chút tiếc nuối là hai bạn ấy cũng chưa có chạm được vào nhau, nhưng mà đó là những cung bậc cảm xúc của cuộc sống quý vị ạ. Không phải lúc nào những cái điều mà chúng ta mong muốn đều được, nó cũng có. Dạ em chào chị, em tên là Lâm, hiện tại em 29 tuổi, em quê Ninh Thuận, đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại quận 9. Hiện tại em đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho Nidex Servo. Một người bạn gái lý tưởng của em là một bạn nữ có ngũ hình chiều cao từ 1m58 đến 1m60. Về tính cách thì bạn đó là có một cái suy nghĩ chững chạc, có nhiều trải nghiệm về cuộc sống. Gương mặt thì vừa ưa nhìn một chút xíu. Xin chào chương trình, mình là Nguyễn Đăng Tính, sinh năm 1984, sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Hà Tây cũ. Hiện tại công việc của mình đang kinh doanh và sản xuất trên chính mảnh đất quê hương mình. Mình yêu sự chân thành, ghét giả dối. Mình thích làm thơ. Mình đến với chương trình mong được kết bạn làm quen, tìm một nửa yêu thương còn lại. Mình tên là Nguyễn Nuôi, sinh năm 1972, địa chỉ là ở xã Liên Hòa, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ưu điểm của mình là không hút thuốc, không uống rượu, không bày bạc. Nhược điểm là tính hay quên. Nếu phải được chọn bạn gái là mình chọn tán tiểu, dễ nhìn, chịu khó trong công việc. Và người ấy này nếu được chưa lập gia đình lần nào là tốt, hoặc nếu lập gia đình thì chưa có con cũng được. Sau đây mình sẽ gửi cho cô bác anh chị một đoạn tân cổ được mang tên Trăng Rụng Xuống Cầu, mời cô bác anh chị cùng thưởng thức. Trăng ở phía trời cao, ai đưa trăng về thăm bờ sông dân. Nước giận yêu trăng sao, nước buồn im lặng cô lái đò ơi. Trăng ở phía trời cao, sao trăng rụng xuống chân cầu. Trăng mong về đâu, trăng đổ lệ u sầu. Xin cô lái đừng khua chèo trên mặt nước,
cho trăng vàng từng mảnh vụn nát tan. Em yêu trăng, em giữ gìn trăng thật kỹ, đợi anh về em tặng nữ dân trăng. Mang trăng đi anh sợ sông nước ô buồn, và đó em sẽ thiếu đèn trăng soi sáng. Tôi xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên Nguyễn Văn Hường, sinh 1986, nay 36 tuổi, quê tôi ở Đồng Tháp, hiện đang làm việc Cần Giuộc, Long An. Tôi làm công việc nhân viên bảo vệ ngân hàng. Hôm nay tôi đến với chương trình chương trình giúp đỡ thì một nửa yêu thương để đi hết quãng đường còn lại, bởi vì tôi đã lỡ một chuyến đò nên cái sự phù hợp không có, nên tôi nhờ chương trình tìm một cô gái để hiểu nhau và thông cảm nhau và biết chia sẻ nhau hơn. Tôi xin hết. Tôi xin chào chương trình. Tôi tên là Trần Thị Hà Quyên, tên thường gọi là Betty. Hiện tại tôi sinh ngày 12 tháng 10 năm 1976. Tôi đã có chồng, có 4 đứa con mà ly hôn 7 năm. Hiện tại tôi lên chương trình và nhờ chương trình tìm cho tôi một người đàn ông mạnh mẽ để cho rồi để biết chia sẻ và thương yêu tôi quãng đời còn lại. Tôi thích người đàn ông kinh doanh và buôn bán, tại tôi rất là đam mê kinh doanh, nhất là tiệm ăn. Tôi rất là thích nấu nước, nhưng mà khi bày ra và soạn lại là có người bên tôi và phụ giúp tôi, còn tôi chỉ có đứng nấu, cái đó là tôi thích hơn. Tôi rất là tôi thích một người đàn ông và vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Để cho phù hợp với tôi, tại tôi rất là nhanh nhẹn, vui vẻ và hòa đồng trong cuộc sống. Tôi cảm ơn chương trình. Có gì sau này lên chương trình tôi nói nhiều hơn. Xin chào chương trình. Mình xin giới thiệu về bản thân mình. Họ tên đầy đủ của mình là Trần Thị Vui. Mình sinh ngày 22 tháng 10 năm 1991. Hiện tại mình đang ở Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình chủ yếu là giáo viên tiếng Anh. Mình dạy cả ở trường và ở trung tâm. Và mình dạy mọi cấp độ. Về ưu điểm của mình thì mình là người rất là cẩn thận và ham học hỏi. Và cũng là một người có ý chí. Còn nhược điểm của mình thì mình là một cái người hay quên và hơi chậm. Cái sở thích của mình là mình rất là thích nấu ăn và thích đi xem phim. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là Quyên, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1980. Hiện mình đang công tác tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Công việc của mình là chuyên viên phòng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại. Cụ thể hơn về công việc của mình là một nhân viên chăm sóc khách hàng và xử lý các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng. Để cho dễ hiểu thì là một công việc làm dâu chăm họ, chuyên đi xử lý các khiếu kiện, khiếu nại và phụ trách 29 tỉnh phía Bắc.
Hiện tại thì chỗ ở của mình thì ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Tình trạng hôn nhân của mình đã độc thân được 5 năm. Về ưu và nhược điểm thì ưu điểm của mình thì đối với công việc thì nhanh nhẹn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoạt bát. Đối với công việc thì mình cũng khá là cầu toàn và chỉn chu và cũng có rất nhiều tham vọng. Về gia đình thì mình là một người phụ nữ, mình đủ tự tin và khẳng định là mình là một người phụ nữ của gia đình, biết hy sinh, biết chăm sóc cho bản thân và cho cả gia đình. Bởi vì là một người sống khá nội tâm và một người sống rất là tình cảm, cho nên là mình đặt cái tiêu chí gia đình lên hàng đầu. Về nhược điểm của mình thì đúng là mình dễ tin người và hay khóc. Sở thích thì là ăn vặt và thích đi dạo. Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1984. Mình quê gốc là người Nam Định, nhưng mà lên Đông Anh, Hà Nội sống cũng được một thời gian rồi. Nghề nghiệp chính của mình là kinh doanh online với môi giới đất thôi. Kinh doanh về mặt hàng gì vậy chị? Mình chuyên dịch vụ mình chuyên kiểu bán các loại tranh ảnh các thứ đấy. Tranh ảnh. Cho em hỏi lại tên của chị ha. Lê Thị Minh Phượng. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì vậy chị? Hả? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị nha? Điểm mạnh thì là giao tiếp. Thực ra cũng chẳng biết là cái điểm mạnh gì, vì là làm online thì kiểu như là ngồi nhà suốt ấy mà. Mình có thường xuyên nấu ăn, chơi thể thao này kia không chị? Cũng có, nấu ăn có. Chứ thể thao thì cũng thoảng. Nếu mà mình làm online, kinh doanh online vậy, nếu mà nói chuyện với khách hàng chắc là khả năng giao tiếp thì cũng tốt đúng không ạ? Ừ, đúng rồi bạn ạ. Rồi điểm yếu của mình là gì chị? Yếu là không xinh. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Em thấy cũng ok mà. Không, chỉ là khuôn mặt thôi, chứ body không được đẹp lắm. Nhiều cái điểm để che đi. Không phải là người khuyết tật đâu, nhưng mà kiểu như là gen di truyền ấy. Vậy hả? Vậy thì chị ngại, chị cảm thấy ngại nhất là như thế nào? Em vẫn không hiểu cái từ không xinh ấy. Dạ. Ngại nhất là chân nó bị nhỏ. Ôi, chân nhỏ là sao vậy chị? Là bàn chân của mình nó nhỏ hả hay là sao? Cái cổ chân nó nhỏ. Chân nhỏ xinh xắn mà. Hả? Nhưng mà ý của chị là nó có bị yếu hay là nó có nhìn nó có khác hay là như thế nào không ạ? Nó bị khác, tức là đây có cần xem không, để mình cho xem này. Dạ đây nhá. Cái cổ chân nó bé hơn so với người bình thường ấy. Nhưng mà mình vẫn đi đứng lại bình thường đúng không? Không, mọi thứ bình thường, mình không phải là người khuyết tật. Đây là gen di truyền. Tức là từ ông nội mình lại giống cái cơ thể của mình thì lại giống ông nội. Cái khuôn mặt thì là rất là ưa nhìn, duyên. Nhưng cái chân thì lại không được đẹp. Đâu không sao đâu mà. Em tưởng là có cái gì nó đáng ngại hay là nó ảnh hưởng đến việc đi lại của mình. Còn cái này em thấy cũng bình thường mà, em nhìn chân vậy em muốn thấy cũng bình thường thật. Mà tưởng là không mặc được váy vóc thì mặc được quần, hoặc là váy thì phải váy dài ấy. Nhưng mà nó cũng là một cái điểm yếu, bởi vì khi mà mình muốn quen những đối tượng nạ là bạn trai ấy, ví dụ chẳng hạn có yêu đương ấy, là nó là sẽ bị lộ ra. Chứ còn nếu mà đi giao tiếp bên ngoài thì không ai biết. Thì giao tiếp bên ngoài thì ai cũng quý mến, người khen ngợi cho thôi. Kiểu như là mình duyên ấy.
Dạ, dạ, con thôi là con gái rồi, cái duyên nè, gương mặt là ok rồi. Rồi bây giờ chị trải qua mấy mối tình rồi chị? Hai mối tình hả? Đúng rồi. Tức là như này nhé, hai là như thế này. Một đời chồng, một đời chồng và một người yêu, xong rồi là để con với người ta thì người ta bỏ, chửa là người ta đã bỏ. Là chỉ có con với người chồng hay là với người nào, người sau ạ? Tức là như này, chồng năm 2003 thì là lấy một anh chồng ở quê Nam Định, có một cháu gái 15 tuổi, có một cháu gái 15 tuổi. Sau đó 2015 ấy thì là mình quen một tức là lấy nhau được khoảng độ hơn một năm thì chia tay. Thì đến năm 2015 ấy thì là quen một anh ở ngoài Hải Phòng, thì anh ấy cũng thí nịnh là hứa hẹn lấy, nhưng rồi cuối cùng là đến khi hai người yêu nhau ấy, xong rồi là cũng đặt mục tiêu là đẻ con đẻ cái đấy, thì đến lúc mình chửa cái là anh ấy bỏ. Thế là mình từ đấy giờ đi và mình nuôi con mình. Vậy là chỉ có hai người con đúng không? Hai người con nhưng mà hai bố ấy. Cái con người con sau là trai gái mấy tuổi rồi ạ? Hai đứa thì đứa lớn là con gái, đứa thứ sau là con trai. Hiện nay là cháu 5 tuổi. Ủa, mình lấy chồng lần đầu tiên là năm 2003 hả chị? Năm đấy là chị 23 tuổi. Ôi, chị sinh năm bao nhiêu mà chị nói lại em nghe. Năm 1984 nhé. 84 à? Dạ rồi. Rồi cái người chồng đầu tiên á, cái lý do vì sao mà lại chia tay nhau vậy chị? Ngày đấy là mình, thứ nhất là mình cũng ít tuổi này, thứ hai nữa là mình sinh ra lớn lên ở thành phố ấy, Nam Định ấy, tức là mình cũng chưa hiểu sâu xa lắm về cái vấn đề làm lụng ấy, tức là mình không giỏi cái việc làm ruộng hay các thứ đấy. Thế là mình mới lấy một anh thì lại ở ngoại thành, nhà anh ấy làm ruộng. Thế là về mình thì chủ yếu là kinh doanh buôn bán, rồi làm những các công việc nó kiểu nó không liên quan đến tay chân ấy. Thì đến khi lấy anh ấy về, nhà anh ấy lại đồng chồng thằng mẫu ruộng ấy, thì những cái việc đồng áng lấy về cái lại chửa luôn. Thế là cứ loanh quanh ở nhà làm những cái việc đồng áng kiểu người ta không hài lòng ấy. Thế là người ta nó cứ xích sức mẻ dần dần, rồi là thành ra là giải tán nhau thôi. Nhưng mà mình đi xem người ta bảo mình là cao số á, cho nên là đến bây giờ năm nay cũng gần 40 rồi, lần đận mãi cũng yêu đương rồi, cũng có anh nọ anh kia tìm hiểu đấy, nhưng mà cũng chỉ được vài hôm là người ta duỗi mình ra ấy. Hoặc là mình lại không ưng người ta thì mình cũng duỗi người ta ra. Tóm lại nó rất là lận đận. Nhưng mà cái cho em hỏi là cái người thứ hai á, là cái lý do vì sao anh lại bỏ đi vậy chị? Thì cái người thứ hai là như thế này. Lúc mà mình nói chung là mình làm ăn ấy, chứ là mình cũng hoành tráng màu mè á. Mình thuê một cái khách sạn, xong rồi mình mở một cái khách sạn, thì cái anh thứ hai này anh ấy làm đồ bếp ở ngay gần đấy. Anh ấy tưởng mình giàu có, xong rồi anh ấy tiếp cận mình. Thì mình thì mẹ đơn thân, xong rồi lại kiểu cũng đang đến cái độ tuổi cũng muốn có một gia đình ấy. Thế là thành ra là mình không ở thì người ta tiếp cận mình thì mình cũng thấy người ta cũng được ấy, hiền lành chịu khó. Với lại mình cái gu của mình không tập trung vào những người có tiền đâu, mình chỉ muốn tập trung vào những người chịu khó làm ăn thôi. Thế là cuối cùng đến lúc mà yêu nhau một thời gian ấy, thì bắt đầu anh ấy tìm hiểu kỹ về mình, thì anh biết là mình chả có gì. Nhà thì là nhà thuê, khách sạn thuê. Tóm lại là mình không đúng như ý của anh ấy. Là anh ấy rũi ra. Rồi bây giờ chị muốn đi mẫu bạn trai làm sao? Về ngoại hình là công việc tuổi tác này kia như thế nào ạ? Tuổi không quan trọng nhá, lớn tuổi cũng được, quan trọng là người ta ví dụ chẳng hạn như là mình cũng đã từng tìm những người lớn tuổi nhưng mà người ta lại chê mình tuổi ít, rồi thấy mặt mình trẻ. Mình năm nay mình cũng gần 40 rồi nhưng mặt mình lại trẻ quá, nên là nhiều khi là người ta lại cũng không thích mình đấy, vì người ta sợ là mình trẻ mình sẽ đi với người khác nó dễ. Nhưng thực ra là không phải như thế đâu, nó
bản chất là mình là một cái con người rất là thèm tình cảm, nên là mình không cần tuổi tác, tuổi già được, lớn cũng được, không sao hết. Hình thức thì xấu đẹp cũng không quan trọng, không cần phải cao hay thấp hay là này họ thứ, nhưng mà mình đã trải qua cuộc sống vất vả rồi, cho nên là mình rất cần có một người đàn ông, thứ nhất là tình cảm, thứ hai là thương bọn trẻ con, chấp nhận hai đứa trẻ con của mình, và thứ ba nữa là người ta phải có kinh tế. Bởi vì là mình cũng đã từng yêu những người không có kinh tế, mình tức là lúc kiểu cái gu của mình ấy là mình chỉ cần người chăm chỉ chịu khó thôi, nhưng mà những người không có kinh tế thì người ta đến với mình, người ta lại cứ thấy mình nhanh nhẹn, người ta cứ muốn dựa dẫm lợi dụng mình ra, là bị khi mà mình kiểu mình không cho người ta dựa ấy thì là người ta sẽ quay đi. Nên là mình cần cái người, nói chung là không cần giàu quá, chỉ cần là người ta có công ăn việc làm, nghề nghiệp ổn định, rồi có nhà có cửa, rồi có cuộc sống ổn định ấy. Dạ. Rồi quan trọng nhất là người ta chấp nhận hai đứa con mình. Còn nếu như mà anh nó cũng đã ly hôn và đang nuôi con thì chị thấy làm sao? Không sao hết. Vì thực ra như này, mình là rất là yêu trẻ con, mình rất yêu trẻ con. Giáo dục con cái là do hai người, tức là cha là mẹ mình, thì mình thứ nhất là phải bao dung trước, sau đó là mới uốn nắn con. Cho nên là người ta có thêm đứa con nữa cũng không sao. Quan trọng là cái người bố ấy, là người ta phải biết cầm cân lẻ mực. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà đưa mình về là con nó sẽ có cái phản ứng phản ngược lại ấy, thì bố là phải bên cạnh để giống như là nói chuyện với con ấy, để cho con nó hiểu chứ thôi. Hoặc là mình nói chung là về cuộc sống thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ. Ví dụ như là ở anh có con riêng, nhưng mà cái đứa bé đấy nó tiếp nhận mình, nó chia sẻ với mình, thì mình sẵn sàng luôn luôn đồng cảm như với con mình vậy. Dạ. Rồi ok, em cảm ơn chị nha. Nếu có cần thông tin thì bên chương trình liên hệ với chị sau nha. Dạ rồi, em chào chị ạ. Cảm ơn chị nha. Nhưng mà bạn nha. Em dạ. Có nếu mà ghép đôi thì có ghép với không? Ví dụ hạn như là lại những người ở vùng miền khác hay như thế nào? Dạ, hiện tại thì em mới vừa nói chuyện với chị thôi, nên là sau đó thì bên em cũng sẽ chọn lọc đối tượng cho mình nha. Chứ hiện tại là em cũng chưa có một cái đối tượng nhất định cho mình. Dạ. Rồi mình nói chuyện tí. Mình kinh doanh online ấy, cho nên là với lại mình làm thêm về môi giới đất ấy, cho nên là ở cái khu vực nào mình cũng có thể sống được. Cho nên là mình bạn tìm đối tượng cho mình ấy, thì thứ nhất là tìm đối tượng lớn tuổi một chút, vì trẻ mình không thích đâu, mình không thích trẻ đâu, vì trẻ họ hay thay đổi lắm, lớn tuổi một chút. Thứ hai nữa là họ phải có kinh tế bạn ạ. Mình không phải là mình tham tiền tham của gì cả, nhưng mà mình muốn là cả hai người cùng kiểu như là có một cuộc sống bình thường ổn định ấy. Vì ngày xưa chồng cũ của mình ấy là nó không có kinh tế, cho nên là lúc mà mình về mình là mình công việc của mình là cũng ngồi bàn giấy hoặc là buôn bán thôi. Thì họ tham tiền ấy, họ lúc nào họ cũng thèm thuồng tiền, cho nên là họ muốn là mình phải nhanh nhẹn, mình phải làm được hết tất cả mọi việc thì mình không thể làm được. Thì là mình không phù hợp với những công việc mà suốt ngày cứ phải kiểu như đam mê lao động ấy, mình không lao động được đâu. Dạ rồi ok, em cảm ơn chị ha. Dạ. Bán hoặc lấy được thôi, thì là tìm những đối tượng như vậy là nó sẽ phù hợp hơn. Dạ dạ ok, em nhận thông tin của chị nha. Ok, cảm ơn bạn nhé. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ.